đang ở nhà và Cây vườn của quế nhà khủng anh khiếp. Toàn bảy quả sai kinh khủng. Một cây bây giờ nó phải chắc nó phải cỡ khoảng 50 quả. 50 quả. Nhưng mà những quả đầu buồng cũng rất là to. 50 quả. Một cây là 50 quả. Sau này nó sẽ xuất hiện những quả 10 gram. Nhiều lắm. Một cây rất sung, chưa bị bệnh. Cây vẫn khá. Cái nhà thì cái buồng của nó dài thế. Buồng này anh đi khai thác hết quả cấp 2 rồi. Ba vẫn to. Nhưng mà đây là cây lứa đầu á, không phải lứa đầu đâu. Hình như Thanh cũng một lần đấy sao đấy nhỉ? Cái gì? Đây là cây lứa đầu á. Đang hôm nay đang thăm vườn dâu của nhà anh Lợi Quỳnh. Vườn dâu rất đẹp luôn. Kìa là ông chủ kìa. Cuối cùng lại vườn dâu Đó. đấy, dâu nó ra cái Đi chỗ thẳng. cờ đối nhau ấy kỷ nhỉ. Thế là Thao thẳng. anh cắm cờ đây Một chàng cờ trai lắm thẳng bạn tắp luôn. đấy, cờ đối nhau thích thật chứ. Còn Siêu rộng luôn.